quay cảnh hát bài của Trần Kim. Kim thì bài này có một ý nghĩa là sau khi mà mọi người trong nhóm Ngựa Hoang lớn lên thì tìm lại nhau, xong rồi cũng cũng nhảy bài này kết nối một bài hát để có thể kết nối cả nhóm. Bài này khó thế nào mà làm nhảy cho nó không giống nhảy thôi, còn nếu mà nhảy đẹp thì cũng không khó lắm, chứ nhảy không đẹp nhảy điên thì mới khó. Ok, thực sự ra là cái bài nhảy này nó không có quá nặng về mặt kỹ thuật đâu, nhưng người ta sẽ quan trọng ta có cái tinh thần, cái hồn, đúng không, cái đồ nói đúng không, cái diễn mới là chính. Cả một cái tuổi trẻ rất là nồng nhiệt sôi nổi trong cái bài này. Lợi thế nhất trong cái bài này ngoài thầy Lộc ra là về là chị Mỹ Duyên. Chị Mỹ Duyên mà nhảy không đẹp nữa là coi như mọi ánh mắt người ta nhìn áp lực quá, áp lực quá, áp lực quá. Múa này gọi là cái móng tay chị chết được. Thôi cô ánh cũng vậy, cái thua gì đâu. Người bây giờ nó nặng nề lắm rồi thầy ơi. À, cô gái mà không nhảy kỹ lắm á, cứ tưởng là không nhảy nổi mà nhảy rất là tốt. Đứt đường máu. Mà người ta nhảy 10 lần người ta nghỉ chừng lần, còn thầy công nhận là em mỗi nhảy mỗi ngừng luôn. Mà cái khó của thầy Lộc á là thầy Lộc đã phải dựng cái bài này làm sao dung hòa được mấy bạn nhỏ cũng nhảy được mà mấy bạn có tuổi cũng nhảy được nữa.